Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đến với các bạn qua video mới này là mình xin giới thiệu cái dòng bec P, hay dòng bec P ha. P60L. P60L này thì nó sẽ có cái hồng phun màu màu đen ha. Thì P, dòng P thì nó khác với dòng G5 ở điểm là nó phun xuống nha. Ở đây nó sẽ phun xuống chứ không phải là phun ngang ra. Nó có hai cái râu này, khi nào mà mình cần thì mình bẻ cái này lên ha, theo cái độ tuổi của cây, theo cái tán rễ của cây. Đấy, thì cái hồng phun màu đen này là nó sẽ có cái lỗ nó cỡ nhiêu đây này. Đó. Nó sẽ to hơn cái bec P32 nha. Như cái dòng trước mình là đã giới thiệu là màu vàng á, là P160, còn đây là P60 ha. Thì ở đây chúng ta thấy là cái hồng phun của nó là nó làm cái bec này làm bởi bốn thành phần. Đây, cái đầu nối vào, rồi cái hồng phun, rồi đến cái rotor ha, và cuối cùng là thân bec. Thì cái này á, là nó sẽ cắm vào trong cái cây cắm 8mm. Đấy. Thì sau này là chúng ta cắm vào cây cắm rất là dễ. Ok, thì mình đã kết thúc, đã review xong cái bec P60 này. Các bạn nhớ dùm cho mình là P là nó khác, G là phun xuống này, có thể chỉnh được bán kính này. Và cái hồng phun nó là 60L là màu đen nha, P60. Các bạn nhớ là 60 là 60L. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.